bao giờ bạn coi trọng tiếng Anh và học nó một cách nghiêm túc chưa? Bạn mua một cuốn sách về và tự nhắc nhở bản thân mình nhất định phải học hết cuốn sách này, nhưng nó lại trở thành một vật trang trí. Bạn không thể học tiếng Anh vì nó có khó ư? Không, đừng nghĩ như vậy. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm sao để học tiếng Anh nhanh chóng và hiệu quả nhất nhé. Chào tất cả các bạn, mình tên là Thanh Băng, năm nay mình 12 tuổi, mình đang là học sinh lớp 6 tại trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Trước đây thì tiếng Anh của mình thực sự rất là tệ luôn. Mình không có một tí vốn từ vựng nào, không nhớ được cách phát âm chính xác của từ hay là ngữ pháp. Và những giờ tiếng Anh trên lớp thì mình thực sự rất buồn và chán nản, vì mình thậm chí còn không thể hiểu được hơn 10% nội dung trong sách ở trên lớp nữa. Rồi mỗi khi các bạn rủ mình giao tiếp tiếng Anh á, thì mình thực sự rất là xấu hổ, bởi vì mình không nói được câu gì ngoài xin chào nè, bạn khỏe không nè, rồi bạn sinh ở đâu nè. Mình cũng có mua một số cuốn sách tiếng Anh về để học thử, nhưng mà vẫn không hiệu quả các bạn ạ. Mình vẫn không thể viết từ mới tiếng Anh, đọc bài văn tiếng Anh, và đặc biệt là không thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Đây là chạy mất dép luôn các bạn ạ. Mẹ mình thấy rất là lo lắng, bởi vì tiếng Anh cũng rất là quan trọng mà mình lại kém về phần này, nên cũng có cho mình đi học thử ở trung tâm. Giá thì đắt mà một ngày chỉ học được những kiến thức cơ bản như là mấy cái từ quen thuộc mình học ở trên lớp rồi, cho nên kết thúc cũng chỉ nói được vài câu đơn giản nữa thôi. Thực sự thì lúc đó tâm trạng của mình cực kỳ xấu luôn, và mình nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ học được tiếng Anh cả. Cho đến khi virus corona xuất hiện, mình phải ở nhà, mình không có tí bài tập nào và cũng là một đứa lười, cho nên một ngày của mình chỉ có ăn, chơi, ngủ, rồi xem tivi nè. Cho đến một ngày mẹ mình lên trên mạng và tìm thấy cuốn sách này đây. Ta-da! Mình 200 từ một tiếng Anh. Mẹ mình thấy sách có rất nhiều phương pháp thú vị và mới lạ, và đã có rất là nhiều người học được cuốn sách này, từ già, trẻ, gái, trai, từ các anh chị học sinh trung học cơ sở cho đến các cụ 70 tuổi đều học cuốn sách này, và đã có rất nhiều từ vựng và có thể giao tiếp một cách trôi chảy và tự tin, nên muốn luôn cho mình học luôn. Những ngày đầu nhận sách về thì mình thực sự rất là sung sướng và hạnh phúc, bởi vì sách rất là đẹp với ba phương pháp học rất độc đáo và mới lạ, đó chính là âm thanh tương tự nè, chuyện chen và phát âm shadowing. Chưa hết, từ vựng trong sách còn rất là xịn sò nè, mới mẻ với những câu âm thanh tương tự và những hình ảnh rất là dễ thương, hài hước mà không cuốn sách nào có, giúp chúng ta nhớ từ vựng được một thời gian dài hơn đó. Và trong mỗi unit thì mình gồm có 4 phần. Phần đầu tiên là phần khởi động, chuyện chen. Ở đây người ta sẽ cho mình một câu chuyện chen và có những cái từ tiếng Anh màu đỏ nè. Và dựa vào ngữ cảnh của đoạn văn này, câu chuyện này, thì chúng ta sẽ đoán nghĩa của những từ tiếng Anh này. Nếu như mà bí quá thì các bạn có thể xem những nghĩa của những từ vựng này ở cột hai bên này đó. Và sách 2020 còn mới ở chỗ là người ta còn giải nghĩa cho mình cả những cụm từ ở cuối sách này nè các bạn ơi. Wow. Tiếp theo là phần tăng tốc, bẻ khóa và nạp từ vựng. Như mình vừa nói rồi đó, thì người ta sẽ cho mình từ nè, câu âm thanh tương tự và hình ảnh để chúng ta học rất là nhanh và thú vị, khiến chúng ta học không thấy chán luôn. Và phần thứ 3 đó chính là phần tự tin bứt phá, luyện tập. Chúng ta sẽ có 2 bài ở phần này. Bài tập 1 là nghe audio và điền từ đúng hoặc cụm từ vào chỗ trống. Ở đây người ta sẽ cho mình một câu chuyện hoàn toàn bằng tiếng Anh, và những từ cần điền người ta sẽ có dịch nghĩa tiếng Việt ở bên cạnh. Mình sẽ điền những từ vào đây, và chúng ta có thể tham khảo ở cột bên này nha. Đó. Và các bạn khi đọc mẫu chuyện này, chúng ta sẽ thấy rất là quen thuộc, bởi vì nó chính là câu chuyện chen ở đầu bài này đó. Mỗi tội là nó viết bằng tiếng Anh thôi các bạn ạ. Và bài thứ 2 là bài chọn nghĩa đúng của cụm từ. Người ta sẽ cho những câu với những cụm từ in đỏ, và mình sẽ chọn nghĩa đúng của cụm từ này theo phương thức trắc nghiệm. Và cuối cùng là về đích ứng dụng. Đây cũng là phần mình thích nhất trong một unit các bạn ạ. Đó chính là phần sáng tạo viết chuyện chen. Wow, ở đây người ta sẽ cho mình 3 cột. Một cột là cột nghĩa, cột dịch và cột đặt câu viết chuyện.
Có nghĩa nếu người ta cho từ tiếng Việt thì cô dịch, mình sẽ dịch sang từ tiếng Anh và ngược lại. Đây là chỗ để chúng ta thỏa sức viết những câu chuyện chép của chính bản thân mình. Rất tuyệt vời luôn, phải không nào? Mục tiêu của mình trong những ngày đầu là 1 unit và bây giờ là 2 unit trên một ngày. Không biết mình yêu tiếng Anh từ bao giờ nữa. Mình cảm thấy tiếng Anh thực sự rất là quan trọng bởi vì nó là ngôn ngữ quốc tế. Và sau này chỉ cần có tiếng Anh thì chúng ta có thể xin việc một cách cực kỳ dễ dàng luôn. Và khi học thì mình còn có một cái app rất là đẹp mắt nữa. Và cứ khi mà rảnh á thì là mình có thể lên trên app để làm bài tập nè, rồi nghe bài hát hoặc là đọc truyện tiếng Anh. Rất là tuyệt vời luôn. Mình học tiếng Anh càng ngày càng nhiều nhờ vào những phương pháp thú vị của sách. Và mình đã có 100 từ, 200 từ, 400 từ và bây giờ là 1.500 từ. Wow, một con số khá lớn đấy. Rồi mỗi khi cô kiểm tra miệng thì mình đều tự tin trình bày ý kiến của mình một cách rõ ràng, mạch lạc và điểm của mình thì cao ngất ngưỡng luôn, đọc 9-10 hôm đó. Và mình còn hiểu được gần 90% nội dung ở trong sách trên lớp nữa. Mình thực sự rất là hạnh phúc luôn. Bố mẹ nè, thầy cô và bạn bè và chính mình cũng thật bất ngờ với thành tích này. Cả thầy cô và bạn bè đều trầm trồ khen ngợi và nhờ mình chia sẻ kinh nghiệm nữa đấy. Và mình còn có một kênh YouTube tên là Thanh Băng, làm về những trải nghiệm nói tiếng Anh của mình. Ban đầu thì mình chỉ làm về những chủ đề cơ bản, dễ như là nói tiếng Anh khi đi mua sách nè, hoặc là khi đi mua quần áo. Nhưng từ khi có 1.500 từ vựng trong tay, mình có thể làm về những chủ đề hay hơn, khó hơn, hấp dẫn hơn và thu hút hơn. Các bạn nhớ vào kênh và đăng ký kênh Thanh Băng của mình để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Nói chung thì thực sự mình cực kỳ hạnh phúc luôn. Nếu như mà không có quyển sách Hành Não này thì chắc cả cuộc đời mình chìm trong bóng tối và mình sẽ chẳng bao giờ nói được thế này đâu. Và mình thực sự rất cảm ơn những chuyên gia đã hỗ trợ mình trong thời gian qua, đặc biệt là cô Quỳnh Nga. Cảm ơn Step Up đã tạo ra cuốn sách này. Thank you, I love you.